Thơm rồi. Chưa cho. Chưa cho nghe một chút nướng rồi nè. Rồi mình chào mọi người ha, chúc mọi người buổi tối nhiều sức khỏe luôn. Thì bữa nay mình mình chơi trời ơi, có chân sánh ngang, có chân sánh ngang. Ai hát cái nào đây, chính hát cái nào đây. Cái này đi ra giữa đồng chơi bữa mọi người. Em theo thùng bia ha, với lò nướng luôn. Mình đem đá mọi người đến săn lùm ruột rắn chim gì đó là nướng luôn trên cái một chặng hàng này luôn mọi người. Chuẩn bị dép chạy cho đừng dơ. Ngồi bỏ xác ở ngoài nè, ngồi luôn. Cầm dép tôi biết được qua nó xác luôn lên dưới đi. Rồi ok. Ủa đổi thì mới lên lên đem theo một chi dưa. Dưa đây nè mọi người. Tới luôn bắt tay. Đó, một chi dưa. Chuối bắt chỗ bia má thôi để tránh mình lên ruộng cái mồi mọi người trẻ quá dữ bên này trình lớn à, chốc là đèo đèn nó lên lên đó nè, có chuột rồi nha mọi người. Trời chết, lấy đại nhiều viên nữa phải anh. Xuống dưới đi. Nước lên như mảnh quốc rồi. Chọn món lú ra đi. Nghe nhánh này nè. Hay quá fan ơi. Đây mới hạ được con dưới rồi mọi người. Nè cái nhỏ nè fan. Tới. Bước nhẹ ra nó tới rồi. Cái mí nó tới ngoài mà. Con đầu tiên anh em ơi. Nghe đầu ạ. Hay quá. Đây mọi người, con đầu tiên ha. Woo! Quá đỡ chuột mập. Bên này. Xa lắm. Để coi gió nó vô không? Quên gió ngược nữa. Trên này mới hạ được hai con luôn. Thấy ghê rồi trời. Trời ghê chưa. Ồ, con sống dở mấy nát. Trên này mình làm hai con luôn mọi người. Chết năm ngoái kìa. Còn không phải anh. Hai con kia nó trôi ra ngoài rồi. Con nó chỉ lực lội đi. Có đồ đi phải anh. Căng lắm. Đây nè mọi người, chuột vô tới mình này nè. Ở lộ ra luôn phải ơi. Có đều hoài luôn. Đây nè mọi người. Nó làm thêm em hai con nữa nè. Là ba con nha cả nhà. Ôi, con nào nó bự bự không? Thôi cả nhà, ba con rồi nha. Tiếp tục kiếm nè mọi người. Giờ mấy anh em mình phát hiện thêm ổ ong ruồi nữa mọi người. Giờ vẫn là người bắt ha, vẫn leo lên bắt ổ ong ruồi này mọi người cũng không bự dữ, thấy mặt cũng im lắm đó mà. Quá đã cục mặt nó bự rồi, dẫn tới chỗ mọi người có mặt không? Có rồi, lại em có thêm một món phát sinh luôn mọi người, tàn ong non chấm mật ong. Mọi người cục mặt gì mà nó đẹp nè, cụ
Ôi ổng không đơn giản cục mặt đá không mọi người, chà bá lửa luôn. Còn gió hả? Nhất. Thì mùa này đang mùa nước nổi mọi người, mặt kiểu này là quá im rồi. Vũ hết ra cái xuống hết. Tàn này dốc nhậu nó nhức cái nách luôn. Mồi nè, mồi phát sinh mọi người. Gần bít nắp luôn nha bộ. Một con tổ khác đi. Ngụm cái tàn của. Rồi, 5 con nè mọi người, mang không? Không mà, 5 con với ổng không đây. Cái gì nó rồi. Giờ nào chín hay gì rồi. Chín thằng con. Chuẩn bị gần đủ mồi rồi mọi người. Ghê phen. Tiếp tục chuột cái này mọi người. Bây giờ đang thiếu mồi mà chờ mấy ông lâu lắm. Đó. Không chết rồi. Để ông đầy lo được hết. Trời vô cái cua cỏ đó rồi. Chạy kìa. Rồi xong. Xương ra xương, thịt ra thịt. Bọc. Đó đó đó, cả cây cây luôn đó. Lưới cái nít ra đó. Quán nằm ngay thế khó. Quém liền. Ra đây là lòng. Bể cái luôn đi. Cột đạn ngăn sao mở đây nè, ra đây nè. Cột này đú đây. Còn nó còn khác gì không phải còn nãy đâu. Đó. Chạy. 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 Trời. Bự 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 bự. Rồi. Nặng rồi. Đá. Ít bánh sao, bánh sao. Nặng rồi. Rồi, nhưng nó ngay cái cây á, nó lặn ngay cái cây á. Xác xác bờ á. Đó, đâu trúng đó. Quá trời chuột luôn nè mọi người ơi. Thì hiện tại nãy giờ cũng gần 20 con à. Đó, quá đẹp. Đừng bắn cu à. Trời ơi. Đen dữ ta. Đẹp. Quả khử này vô mảnh chuột rồi mọi người. Nãy giờ chắc 20 con à. Chết rồi. Chưa. Con méo đâu qua. Ừ. Chưa luôn. Trời. Không linh gì đâu anh Phan. Ngay lắm rồi mà ta. Tin tưởng. Rồi. Cầu. Lấy cái ừ. Ôi xém rồi. Ê ê ê. Xuống cây, xuống cây rồi. Chưa. Ê, nè, đứng, đứng. Gần lắm, gần lắm. Anh ra nhánh ngoài này rồi. Bước xuống dưới mới được. Bước xuống dưới đi em đầy, nó ra nhánh này nè. Hả? Trời. Đây con chuột nó bự nè mọi người. Chuột này, con này con lứa nè. Con này thì con này con khiếp. Con này con mẹ. Nè cái đàn ná mình nè, nó bự cũng bằng đàn ná luôn. Tiếp tục. Fan. Bên đây quấn chim nè cả nhà. Vô anh em. Dễ giò, dễ giò. Ba giò bò dữ rồi. Đâu rồi? Bèm đó. Nè nó ra tới mà đọt luôn nè. Bò đây nè ông đại, em đi đâu hả? Cho bắn nó dưới góc cái thủ mà. Nó ra ngoài. Nhảy thế với fan đầy rồi. Ngay con khỉ. Quất cái đầu tên cho fan. Ngay lắm rồi. Từ đập rớt à. Để giò rồi, để giò. Lâu dữ lắm. Bắn đây, bắn viên nữa đây, rớt chứ bắt được đâu. Nè nè, qua đây nè, qua đây nè. Sao giờ nó thất bại dữ lắm rồi. Xác
xác xác không. Đít đó. Rồi, què giòn cái nữa là xuống bắt được anh em ơi. Ráng viên nữa mới được. Ôi. Mình đã trúng không nghe phịch chứ ạ? Chạy xuống. Ok. Chạy xuống đây, chạy xuống đây. Chuột đó. Tiếp tục là phát hiện em chuột mọi người. Cao lắm, mình quay không được cả nhà. Cái cây này khoảng 10 tới 15 mét đó. Im được tao. Thôi người bắn viên đi. Trên ngọn mạch đằng đó mọi người, chứ không phải mà theo lùm cây đâu. Đâu. Thấy lòng. Đó. Đây đèn tôi đó. Thấy cái bụng không mà trắng trắng à. Rồi, xuống lùm tính rồi. Ờ đó đang nhịp nhịp bụng không? Thở. Đó. Đâu? Đi em đi đi đi. Bị bụng thấp. À, ở nhà thấy không? Chút nãy giờ à. Móc hai viên ra chơi đi hả? Hai viên nó để xe về xe thành. Đây mọi người. Thì dựng chính với anh Sáu nãy giờ. Ở đây bằng chuột trước, mình đang bắn lại ra đang. Bia thì ấp lạnh trên kia rồi. Bia thì mình sẵn sàng rồi hết rồi. Trời. Trời ơi, con nào nãy đã không? Hả? Thì thằng ấy mà. Lấy cái này nó nướng nè, nướng cái chục con rồi, mần cái chục con rồi. Xuống xuống lấy này phải anh. Ăn chút xíu mà, gần 20 con chuột luôn rồi. Rồi bây giờ mình lên dĩ vài con trước nha mọi người. Hiện tại vẫn còn đang mặn ở dưới, nhiều lắm cả nhà. Thì nướng trước này chút là anh em xong lên là quất luôn á. Đó mọi người. Không còn một luôn hả? Ồ, con chuột này đã trắng phao luôn. Đủ than rồi. Ba giàn đá nè anh em. Báo đầy à. Ủa đường lỗ phòng nè. Thì hiện tại mọi người nãy có than mà hơi bị yếu. Giờ mình sẽ làm than lại cho nó dễ dưỡng chút. Mà. Cho nó vàng đẹp chút xíu rồi nha. Vậy. Thú thú thì cứ lấy chim vô. Điểm điểm thử. Điểm thử là mấy con à. Giờ làm cũng rai rai không gì cũng cỡ 40 con. Cũng 6, 7, 0, 1 đi hệ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22 con chuột. Ôi thơm đời. Chưa chân. Chưa chân nghe một chuột nướng rồi nè. Đi luôn gói vậy chân. Chơi gì đốt lá ranh nghe một đời. Tôi ăn nha. Để chồng là con. Cái này mà phải được chuột mà mấy bữa mà mập nhất ha. Để được tái xèo xèo. Cái này sao có hiếu đột sức vậy ta? Gừng vàng rồi. Nhìn tới rồi. Nay sao có hiếu đột xuất kìa ta. Thơm quá thơm. Rồi hiện tại xong xuôi hết rồi mọi người. Chuột thì cũng gần chín rồi. Thì mời mọi người cùng thưởng thức chuột nướng giữa đồng trống với anh em tụi mình luôn ha. Thì đây là cái lộ mọi người. Lộ này vắng lắm. Không có ai chạy đâu. Mình ở vùng biên giới mà. Còn này là nước lũ nè. Mênh mông luôn. Đèo nãy giờ nó đi. Vô nè. Ơi. Lớn rồi, trên cao. Rồi mọi người thì hiện tại thì cũng đã chín hết rồi ha. Thì mời mọi người cùng thưởng thức chuột nướng với anh em tụi mình bữa nay chơi vô đồng làm dậy lòng bia cho nghe mọi người. Đồng mà sáng mà. À, nãy kêu hai bà đi, chúng ta đi cùng chiên vòng giáp hết mẹ rồi. Để mà con bà ra. Vì đây ăn cá đó. Chừng giờ đi không? Giờ nó xỉn. Hả? Cá đi không?
Rồi. Tỉnh không đi. Khơi nè. Đến lớn, nhậu sẽ chơi thôi mà. Có số ngư không? Tôi có gì. Ừ, đến nướng đi. Rồi giờ anh em mình điểu chưa? Khơi rồi làm cái cho đẹp coi. Chưa, để khơi lỗ bự cái. Nó nhậu này không đi sức môi. Chưa chẳng uống fan. Gấp dữ rồi trời. 1 2 3 vô. Chúc mừng năm mới. Đây đọc cho. Con Z này đã mọi người. Đây mà. Đây không không khơi được ui. Đây. Đây không không hay á. Ôi. Nè. Tê lưỡi kìa. Rồi anh em mình làm chuột đi. Ăn chuột đi, đừng làm. Trời ăn hả? Làm chuột viên ta thú à. Dạ. Yeah. Đầu chính đây xe còn miếng chết. Chết. Trên một. Tù gái đồng than. Dạ tù bé lỗ phòng ơi. Bé lỗ phòng ơi. Rồi, anh mời mọi người làm cái đùi đó nha. Để rồi, uống gì rồi. Vô nha. Thằng ngót nha. Thằng ngót thằng Lý. Thằng bắn ná đó, sẵn đem. Thôi mọi người ơi. Kìa. Vậy? À, bắn tớ. Anh đứng đi, anh đứng đi. Chỗ đây cào rồi bắn, chỗ Chí Thành bắn. Thôi. Cũng lạ. Cũng vậy. Trời ơi, đang nhậu mà để con này chắc đẳng hồi hộp lắm. Ráng rặn cho nhanh không. Vô trường rửa tay gì không? Nói ẻ cho thằng đó mà. Làm cho mình ngon chùa luôn. Bóp cho luôn á. Như bữa mình nhậu á. Đây mọi người, có lẽ mà trái dừa nè. Đi đái nó không? Dừa bí đẹp không? Vẫn kêu vô rửa tay á. Vẫn nó rửa tay không nổi, rửa tay không nổi. Dạ nguyên trái bắp luôn, tốt đem dục luôn. Còn chưa là khúc nữa mà. Có ai uống hết luôn chưa? Chưa. Đây. Đúng rồi, bắt. Rồi, tiếp tục cái đùi ở này nha. Đừng sớm. Bây giờ chim gì? Thổi. Wow, trời ơi, trời. Mở nó lấp lánh luôn. Còn ha cảm nha, ăn đồ da với ăn ấy thôi chứ còn ức không ngon ha. Không có, có mấy anh em bển tôi mê ức lắm á. Đậy luôn mê ức lắm. Trời, bển nhảy luôn rồi. Vô. Bắn nhà chớp chớp rồi lên ta. Chơi dữ lắm rồi. Vô. Đầu tư luôn ơi. Chớp luôn đó. Đầu tư luôn. Là có lo chứ không chú hộ mà. Ồ, không biết vô nè. Ăn giờ mới ngon nè. Đưa trái muối ở đây. Này màu gì cũng bén hết trơn rồi. Đây nè. Chỉnh đỏ đã vô mọi người. Không thì bao mới bận không bắt máy. Nhức lên anh. Dương trộm phải ngon thôi. Là phen ta cho đàng hoàng. Nói trời mang bắt hết. Vô. Ăn mừng anh Dẫn vô tới rồi. Lính đem ra đây hai trái điêu cũng chạy ra đem ra liền. Ăn mừng anh Dẫn vô ha. Lấy bia rửa tay. Nó văng quá. Nãy cô anh vô dò luôn bia. Rồi cái lỗ quá. Mấy anh em mình người làm hết lon trơn mọi người. Tiếp tục lần thứ hai nha. Quá trời mọi người ơi. Đi. Chúng mình nhớ đây rồi lát mình lên về. Tính về cái bao cái thằng này xuống. Tính quém xương ngoài giờ đẩy thêm thùng nữa rồi mọi người ơi. Chỗ này chắc bê xì lết rồi. Lát cũng bắn được. Dốc mà tính đi về bắn nữa, chỗ này chắc bắn chữ thiên rồi. À, có anh em ghé chơi nữa. Có anh em đồng nghiệp đó. Thì nhậu đó một người thấy không? Trời giữa lộ chút có người này ghé còn kia ghé. Còn khách nhiều lắm, ra rai. Giờ ta sáng lâu rồi. Có anh em bạn đồng nghiệp vô. Mình săn bắt chuột kìa anh đây chú đi săn bắt nhái. Ở đây săn bắt được gì nhậu nấy mọi người ơi. Ê chú đây tôi đi con. Thôi bỏ về đi ca, bỏ về đi ca. U trời nhái quá trời luôn nè mọi người. Đụng đầu nó quay đó. Đụng đầu quay đó. Bỏ trời nhái luôn. Cái này mà có bao nhiêu mà nhẹo. Còn của chú nhiều không? Không có đang làm đó, đang lên kiếm. À, chú bắt ếch mà. Thì mình ủa. Sẵn này mình review cái đồ bắt nhái luôn mọi người thấy là lạ nè. Đưa về anh. Đó này của mấy chú gặp tên lộ mọi người. Ồ cái hôm mình làm mũ nè. Ừ, hai hôm ha. Nhái trong đây vẫn có luôn nè. Để test rồi. Vô không? Ồ lên đảo mọi người. Thì mấy anh em mình đang nhậu gặp mấy anh em đi
bắt nhái bắt ếch nè, ngủ lại chơi luôn. Quay đây rồi. Sao? Trời ơi, chơi chuyên lại vậy? Bây giờ học quẹt xua rồi anh em ơi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thì hiện tại cái clip này mọi người mình tính kết thúc ở tại đây luôn. Nhưng mà giờ mấy anh em mình di chuyển vô cái vườn chim sẻ mọi người, đi bắn đặng tiếp tục chương trình nữa rồi. Thì đó mình sẽ cắt ra thành hai clip ha. Bây giờ mấy anh em mình sẽ lên cái đầu một, đi di chuyển vô cái nhà của anh Mến đặng tiếp tục bắn luôn cả nhà. Mến đẹp trai. Di chuyển vô. Rồi mọi người, bây giờ mấy anh em mình lên chằng hang. Quên đi chằng hang. Một chằng hang. Rồi. Di chuyển tiếp tục lên chỗ mới chơi nữa mọi người. Đi hồi nãy mọi người đâu khoảng 8-9 người gì đó, nhưng mà đi xe hết mớ rồi. Hiện tại còn 2, 4, 5 với tài xế là 6 người mọi người. Mấy anh em mình ngồi trên một chơi luôn. Nhưng mà cần kia lại cho họ lái. Trời, cần lớn luôn. Lên bia đây. Anh đứng sao lâu chứ trời. Này anh đang chờ, anh đang chờ. Lên bia đây. 1, 2, 3, vô. Đưa tài xế. Thôi, bỏ. Giao thông nha, đâu đi chặng hang mọi người, mình phải tuân thủ luật giao thông chứ. Rồi vô anh em ơi, trên một với nhau bình thường không? Ồ mát rồi, ơi cái view này đúng là view triệu đô luôn. Ô quá trời, mấy này mình chơi tới luôn mọi người ơi. Vô nè, vô luôn. Lên dưa. Làm lý không? Con ghê bạn ơi. Bắt cô một clip đi. Cái bánh nãy dưa lắm mà bắt bê cũ. Chậm tiếp. Ôi. Bớt. Tài ngưng chứ, tài nghe lớn. Thằng Lâm ơi. Chưa nghe học. Rồi. Hết mấy chỗ ở đây rồi mình đi giao lưu lon bia lần 4 cái dừa. Rồi, chuẩn bị rồi. Đến trong trên nhà.